Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giáo phận Phú Cường. Ngọc Hiếu xin mến chúc cộng đoàn có một tuần thánh tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Tin giáo hạt Phước Thành, Korea Phước Thành Đại hội ACF. Sáng thứ Năm ngày 25 tháng 3 năm 2021, các hội viên Lezo Maria hoạt động cũng như tán trợ thuộc Korea Phước Thành, giáo hạt Phước Thành, tập trung tại giáo xứ Phước Dĩnh để tham dự lễ hội ACF. Hàng năm vào ngày 25 tháng 3 lễ truyền tin, đây cũng là ngày lễ hội ACF của Lezo Maria, đạo binh Đức Mẹ. Lễ hội ACS được xem như là một tổng hợp hàng năm với ý nghĩa một đạo binh sẵn sàng vào trận. Các hội viên lặp lại lời hứa trung thành với Đức Maria, nữ vương của hội Lezo Maria, để lãnh nhận nơi Đức Mẹ sức mạnh và phúc lành, giúp giao tranh với quyền lực tội ác trong một năm mới với lời dâng mình. Lạy nữ vương là mẹ con, toàn thân con thuộc về mẹ và mọi sự của con là của mẹ. Chương trình 8:30 tập trung tại hội trường giáo xứ Phước Vĩnh. Kinh nguyện Lezo, 9:00 sinh hoạt, 10:00 thánh lễ tạ ơn dâng mình cho Đức Mẹ. Hiện diện trong thánh lễ có cha An Tôn Vinh Sơn, Hồ Ngọc Ẩn, Linh Giám Comitium Phú Cường, cũng là cha sở Phước Vĩnh, chủ tế thánh lễ. Cùng hiện diện đồng tế có cha Gioa-kim Lê Công Thành, hạt trưởng hạt Phước Thành, cha Gioan Lê Hoàng Tuấn, Linh Giám Curia Phước Thành và quý cha trong giáo hạt. Sau bài tin mừng, cha Gioan Lê Hoàng Tuấn nói lên ý nghĩa của việc dâng mình cho Đức Mẹ và mời quý cha cùng các hội viên tiến lên dâng mình cho Đức Mẹ. Đây là ngày lễ hội ACS có sự đông đảo của quý cha và các hội viên tham dự. Sự hiện diện đông đủ của quý cha nói lên sự quan tâm cũng là sự khích lệ tinh thần đối với các hội viên Lezo Maria. Tin giới hiền mẫu. Giới hiền mẫu giáo xứ Phong Cốc mừng bổn mạng lễ truyền tin. Hòa trong niềm vui cùng giáo hội Hoàng Vũ mừng lễ truyền tin, ngày 25 tháng 3 năm 2021, bà con giáo xứ Phong Cốc đã cùng nhau hiệp dâng thánh lễ, cách riêng cùng giới hiền mẫu giáo xứ dâng lời tạ ơn trong dịp mừng bổn mạng. Trước khi thánh lễ bắt đầu, theo truyền thống từ lâu đời, giáo xứ Phong Cốc có cuộc rước kiệu Đức Mẹ Maria xung quanh nhà thờ để tỏ lòng tôn kính và yêu mến Đức Mẹ, và cũng là để mẹ viếng thăm từng nhà và ban muôn phước lành xuống đại gia đình giáo xứ Phong Cốc. Cuộc rước diễn ra thật trang nghiêm và long trọng với sự tham gia của tất cả các hội đoàn trong giáo xứ và đặc biệt là giới hiền mẫu của giáo xứ. Thánh lễ bắt đầu lúc 17:45 với sự chủ tế của cha Đa Minh và với sự tham dự của đông đảo bà con giáo dân giáo xứ. Qua bài chia sẻ của cha Đa Minh, mọi người tham dự thánh lễ có thể hiểu thêm về hai tiếng xin vâng mà mẹ Maria đã thưa khi sứ thần truyền tin. Cha cũng mong muốn mọi người trong giáo xứ luôn noi gương Đức Mẹ Maria mà thưa xin vâng trong đời sống gia đình, để nhờ đó mà từng người có thể sống xứng đáng với vị trí của mình trong gia đình. Nguyện xin mẹ Maria luôn ban ơn xuống cho mọi người, cách riêng cho giới hiền mẫu luôn biết sống trọn vẹn với hai tiếng xin vâng như mẹ Maria. Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện giới hiền mẫu có lời cảm ơn đến cha xứ, quý sơ và toàn thể cộng đoàn. Thánh lễ kết thúc vào lúc 19:00 trong sự hân hoan phấn khởi của toàn thể cộng đoàn. Sau đó, cha chánh xứ cùng chụp hình lưu niệm với ban điều hành của giới hiền mẫu. Một điểm tin giáo phận Phú Cường đến đây là hết. Xin quý vị tiếp tục đón xem và ủng hộ kênh truyền thông của giáo phận Phú Cường theo lịch phát như sau. Ngày thứ Ba, chuyên mục điểm tin giáo phận Phú Cường. Thứ Năm, chuyên mục điểm tin giáo hội Việt Nam. Thứ Bảy, chuyên mục điểm tin giáo hội Hoàng Vũ. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại.